cùng, một tập đoàn Hàn Quốc cũng đã trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới. Đó là tập đoàn Shinhwa. Và trường học tư thục Shinhwa đã được ra đời. Shinhwa là một ngôi trường khiến tất cả các học sinh và các bậc phụ huynh phải bỏ rất nhiều công sức và tiền của để được vào. Tuy nhiên, trong ngôi trường danh giá chỉ dành cho những người may mắn nhất này, lại đang xảy ra một chuyện đen tối mà không ai có thể ngờ tới được. Nhảy lầu chết hả? Bạn được học trong một ngôi trường tốt vậy mà. Bạn có nghe nói tới F4 chưa? F4? Tặng anh Trung Pio. Trung Pio của chúng ta, nếu không phải là thợ làm bánh số 1, tuyệt đối không ăn. Anh Nus, tôi nhất định không chịu và sẽ quyết đấu với anh trên nóc nhà. Đón xem Vườn Sao Băng, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV3.